Dành cho Quyên rất là đồng làm như thế. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì mời quý vị và các anh chị nghe một liên khúc ngay sau đây nhá. Một bài thích của Quyên và một bài thích của tất cả mọi người. Ai cũng thích hết. Ai là nhớ liền à. Yeah.